Chào các bạn nhá, hôm nay mình sẽ làm cái con rô phi siêu to khổng lồ này. Mình mới đi câu ở chợ về nhá các bạn nhá. Giờ mình sẽ đánh bại nó. Con này con rô phi nhá cả nhà nhá. To cực kỳ to luôn rồi nhá. Con này thì được 2 cân các bạn, tròn 2 cân luôn. Mình chưa thấy con rô phi nào nó to thế này luôn. Ôi trời ơi, nó vẫn còn sống ấy. Mắt nâu hết rồi mà vẫn còn chạy. Siêu to khổng lồ luôn các bạn, không biết là có trứng không. Cái mặt của nó vỡ này. Wow, cái mũi ruột dã man chưa. Nó bị vỡ mặt rồi các bạn ạ. Quá thể to luôn. Trong bụng nó không có cái gì đâu các bạn. Có tí ruột này thôi, ruột cực kỳ bé luôn. Làm cá thì phải bỏ mang đi nha các bạn nhé. Ây da. Con này nó to mang nó dai lắm. Dài lắm các bạn ạ. Cứ ra luôn. Đầu đồ tí ra nó khỏe lắm ấy. Ai sao? Ừ.
xài không biết cắt kiểu gì thì cơ. Con này chắc sắp thành tinh mất rồi. Ấy. Lười không lấy cái thớt đấy. Đầu nó không bộ ra chắc không chín được không? Chảo này là chảo không cần lửa nhá các bạn nhá. Bởi vì gia đình mình ít người cho nên là làm có hai miếng này thôi các bạn, còn lại là để vào tủ lạnh. Ôi dồi ôi, sắp chín rồi, ngon chưa? Đang ươm luôn.